Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách cánh diều. Bài 56. Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1.000. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Câu A. Các em điền số thích hợp vào mỗi ô trống này. Rồi trước hết là chúng ta có dãy phép tính. 1 nhân 6 bằng 6. 6 nhân 3. 6 nhân 3 bằng bao nhiêu? 6 nhân 3 bằng 18. 18 chia cho 1. Rồi các em nhớ là số nào chia cho 1 thì cũng bằng chính số đó. 18 chia 1 bằng 18. Rồi tiếp theo là 18 cộng với 18. Các em tính xem 18 cộng với 18 bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 36 không? Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành dãy phép tính còn lại nha. Rồi tiếp theo, ta có 3 nhân 4. 3 nhân 4 bằng bao nhiêu? 3 nhân 4 bằng 12. 12 chia 6. 12 chia 6 bằng bao nhiêu? 12 chia 6 bằng 2. 2 nhân 8. 2 nhân 8 bằng 16. 16 chia 4 bằng 4. Rồi tiếp theo, kem sang câu B tính. Phép tính thứ nhất. Rồi các em ghi nhớ thứ tự thực hiện các phép tính nha. Biểu thức mà có phép nhân, chia, cộng, trừ thì các em nhớ là bao giờ chúng ta cũng thực hiện nhân chia trước, nhân chia trước, cộng trừ sau. Ở đây các em lấy 3 nhân 4 trước bằng 12. Sau đó các em mới lấy 12 cộng với 8. 12 cộng với 8 bằng 20. Rồi, các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính còn lại nha. Tiếp theo là 7 nhân 10 trừ 14. Các em nhớ nhân chia trước này, cộng trừ sau. Các em lấy 7 nhân 10 trước. 7 nhân 10 bằng 70. 70 trừ tiếp đi 14. Rồi thầy giáo hướng dẫn các em cách nhẩm nhanh phép tính này nha. Các em đưa số 14 về số tròn trục gần nhất. 14 cộng với mấy thì bằng 20? 14 cộng với 6 bằng 20. 14 cộng 6 thì 70, các em cũng phải cộng thêm 6. 70 cộng 6 bằng 76. 14 cộng 6 bằng 20. Rồi lúc này các em chỉ việc lấy 76 trừ đi 20 bằng 56. Các em thấy có dễ không? Rồi biểu thức tiếp theo. Các em nhớ là nhân chia trước, cộng trừ sau. 48 chia 8 trước bằng 6. Sau đó lấy 6 cộng với 7 bằng 13. Rồi tiếp theo.
Nhân chia trước cộng trừ sau. 72 chia 9 bằng bao nhiêu? À, 72 chia 9 bằng 8. 8 trừ đi 6. 8 trừ 6 bằng à bằng 2. Được chưa? Chín chia chín nhân không. Rồi các em nhớ là chỉ có nhân chia thì các em cứ tính từ trái sang phải thôi. Các em lấy chín chia chín trước bằng một. Một nhân không. Số nào nhân với không thì cũng bằng không nha. Biểu thức tiếp theo. Các em thực hiện nhân chia trước này. 0 chia 6 trước. 0 chia cho một số nào khác 0 thì cũng bằng 0. 0 cộng với 37 bằng 37. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Câu E. Tìm phép chia sai rồi sửa lại cho đúng. Rồi muốn biết phép chia nào là phép chia sai thì các em sẽ kiểm tra từng phép tính 1. 32 chia 6 bằng 5 dư 1 đúng hay sai? Rồi muốn biết đúng hay sai thì chúng ta sẽ làm như sau. 32 chia 6 bằng 5. Thì các em lấy 5 nhân 6. Các em nhân ngược lên. 5 nhân 6 bằng bao nhiêu? À, 5 nhân 6 bằng 30. Mà ở đây là 32. Vậy là dư mấy? Các em lấy 32 trừ 30 bằng 2. Tức là dư 2. Dư 1 là sai, đúng không? Phải dư 2 mới là đúng. Phép tính tiếp theo đúng hay sai? Cách kiểm tra này. 63 chia 8 bằng 7. Được chưa? Sáu ba chia 8 bằng 7 thì các em lấy 7 nhân 8. 7 nhân 8 bằng bao nhiêu? Bằng 56. Mà ở đây là 63 thì dư mấy? Lấy 63 trừ 56 bằng 7. Có nghĩa là dư 7. Dư 7 chứ không phải là dư 6. Dư 6 là sai, các em sửa lại là dư 7. 8 chia 5 bằng 1 dư 3 đúng hay sai? Các em kiểm tra này. Các em lấy 1 nhân 5 bằng 5. Mà ở đây là 8 thì dư mấy? À, các em lấy 8 trừ 5 bằng 3. Tức là dư 3. Được chưa? Dư 3 là đúng rồi. 9 chia 8 bằng 1 dư 0 đúng hay sai? Rồi các em kiểm tra. Các em lấy 1 nhân 8 bằng 8. Mà ở đây có 9 thì dư mấy? À, 9 thì dư 1, đúng không? Lấy 9 trừ 8 bằng 1. Vậy chỗ này là dư 1. Dư 0 là sai. Rồi cụ thể thì các em sẽ hoàn thành bài tập số 2 câu A là như sau. Ở đây các em sẽ kẻ cho thầy giáo cái bảng như thế này để cho nó khoa học. Phép chia sai sửa lại. 32 chia 6 bằng 5 dư 1 là sai. Các em sửa lại là dư 2. 63 chia 8
bằng 7, dư 6 là sai. Các em sửa lại là dư 7. 9 chia 8 bằng 1, dư 0 là sai. Các em sửa lại là dư 1. Rồi tiếp theo, các em sang câu B. Đặt dấu ngoặc vào các biểu thức sau để được các biểu thức có giá trị đúng. Rồi các em quan sát biểu thức thứ nhất. Chúng ta đặt dấu ngoặc vào chỗ nào để chúng ta được biểu thức này có giá trị đúng? Rồi các em nhớ là tác dụng của dấu ngoặc là cho chúng ta biết chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước. Ở đây các em nhẩm xem là mấy nhân 9 bằng 63? À, 7 nhân 9 bằng 63. Vậy các em sẽ thực hiện phép tính 3 cộng 4 trước. Các em đưa phép tính này vào bên trong dấu ngoặc. 3 cộng 4 bằng 7. 7 nhân 9 bằng 63. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành câu B nha. Sang biểu thức tiếp theo. Mấy chia cho 2 bằng 0? À, 0 chia 2 bằng 0. Vậy các em sẽ đặt dấu ngoặc ở chỗ này. 16 trừ 16 bằng 0. 0 chia 2 bằng 0. Biểu thức tiếp theo. 9 chia cho 9 chia 9 bằng 1. Đúng không? Vậy các em sẽ đưa phép cộng này vào bên trong dấu ngoặc. 3 cộng 6 bằng 9. 9 chia 9 bằng 1. 12 chia mấy bằng 2? 12 chia 6 bằng 2. Cho nên các em sẽ đưa phép tính này vào bên trong dấu ngoặc. Các em tính 3 nhân 2 bằng 6 trước. Sau đó là lấy 12 chia 6 bằng 2. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Các em điền số thích hợp vào các ô trống còn lại. Ở đây người ta làm mẫu cho các em này. Rồi ở đây người ta làm mẫu rồi thì thôi, thầy giáo sẽ làm mẫu phép tính khác nha. Trước hết ta có số đã cho là 4. Được chưa? Số đã cho là 4. Thêm 4 đơn vị. Tức là các em lấy số đã cho cộng với 4. Các em nhớ thêm là cộng, bớt là trừ, gấp là nhân, giảm là chia. Thêm 4 đơn vị thì các em lấy số đã cho cộng với 4. 4 cộng 4 bằng 8. Được chưa? Các em viết số 8 vào đây. Gấp 4 lần. Tức là các em nhân với 4. Lấy số đã cho nhân với 4. Chứ không phải là lấy 8 nhân 4 nha. Các em lấy số đã cho nhân với 4. Số đã cho là 4. 4 nhân 4 bằng 16. Bớt 4 đơn vị. Tức là các em lấy số đã cho trừ đi 4. 4 trừ 4 bằng 0. Giảm 4 lần. Tức là các em lấy số đã cho chia cho 4. 4 chia 4 bằng 1. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Tiếp theo, số đã cho là 12. Thêm 4 đơn vị thì các em lấy 12 cộng với 4. 12 cộng 4 bằng 16.
Rồi gấp thì kem nhân, thêm là cộng, bớt là trừ, gấp là nhân, giảm là chia. Gấp 4 lần, lấy 12 nhân 4. 12 nhân 4 bằng bằng 48. Bớt 4 đơn vị, lấy 12 trừ 4 bằng 8. Giảm 4 lần, lấy 12 chia 4 bằng 3. Rồi tiếp theo số đã cho là 20. Thêm 4 đơn vị. Các em lấy 20 cộng 4 bằng 24. Gấp 4 lần. Gấp 4 lần thì các em lấy 20. 20 nhân với 4. 20 nhân với 4 thì bằng 80. Bớt 4 đơn vị thì các em lấy 20 trừ đi 4 bằng 16. Giảm 4 lần. Giảm 4 lần thì các em lấy 20 chia 4 bằng 20 chia 4 bằng 5. Rồi tiếp theo. Các em sang bài tập số 4. Cây phong ba và cây bàng vuông là loài cây có ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhân dịp Tết trồng cây, người ta trồng 9 cây phong ba và trồng số cây bàng vuông nhiều gấp 4 lần cây phong ba. Tức là người ta trồng 9 cây phong ba này. Cây bàng vuông thì gấp 4 lần số cây phong ba. Hỏi tổng số cây phong ba và cây bàng vuông đã được trồng trong dịp này là bao nhiêu cây? Rồi trước hết là thầy giáo tóm tắt bài toán cho các em dễ hình dung. Số cây phong ba thầy giáo biểu thị bằng một đoạn thẳng. Số cây phong ba là 9 cây. Số cây bàng vuông gấp 4 lần số cây phong ba, gấp 1 lần này, 2 lần này, 3 lần, 4 lần. Được chưa? Ở đây các em tính tổng số cây đã được trồng, tức là các em lấy số cây phong ba cộng với số cây bàng vuông. Số cây phong ba thì các em biết rồi, bằng 9 cây. Còn số cây bàng vuông thì chưa biết. Vậy chúng ta phải tính số cây bàng vuông trước. Bước 1 là các em tính số cây bàng vuông trước. Bước 2 là các em lấy số cây phong ba cộng với số cây bàng vuông. Tức là chúng ta giải bài toán này bằng hai bước tính. Được chưa? Số cây bàng vuông đã được trồng là số cây bàng vuông nó gấp 4 lần, đúng không? Gấp 4 lần số cây phong ba, mà số cây phong ba bằng 9. Bây giờ các em muốn gấp 9 lên 4 lần thì ta lấy 9 nhân với nhân với 4. Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Gấp 9 lên 4 lần thì các em lấy 9 nhân 4 bằng 36. 36 cây. Bước tính 2. Tổng số cây phong ba và cây bàng vuông đã được trồng là phong ba là 9 cộng với bàng vuông là 36. 9 cộng với 36. Rồi các em nhớ nhé, 9 cộng với 36 thực chất ra là 9 nhân 5. Được chưa?
Có đúng là 9 được lấy một lần này, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần không? 9 cộng với 36 chính là 9 nhân 5 bằng 45. 45 cây. Rồi đáp số là đáp số là 45 cây. Tiếp theo em sang bài tập số 5, đặt tính rồi tính. Câu A. Phép tính thứ nhất là 32 nhân với 3. Rồi những phép tính như thế này thì các em rất là thành thục rồi đúng không? Bây giờ thầy giáo chỉ nhắc lại, ôn lại cho các em nhớ thôi. 3 nhân 2 bằng mấy? 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 3 bằng 9. Rồi bằng cách làm tương tự thì các em bấm tạm dừng video và các em đặt tính rồi thực hiện các phép tính còn lại nha. Mốt nhân với 2. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 4 bằng 8. 41 nhân với 2 bằng 82. 124 nhân với 2 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 1 bằng 2. 312 nhân với 3 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 1 bằng 3. 3 nhân 3 bằng 9. 936. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Phép tính thứ nhất là 39 chia cho 3. Rồi các em nhớ là khi chia thì chúng ta sẽ chia từ bên trái sang bên phải nha. Các em lấy 3 chia trước. 3 chia 3 bằng 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Tiếp theo là các em hạ 9 xuống. Viết 9. 9 chia 3 bằng 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Rồi các em kết luận là 39 chia cho 3 bằng 13. Tiếp theo là 85 chia cho 4. 8 chia 4 bằng 2. 2 nhân 4 bằng bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 5 xuống. 5 chia 4 bằng bao nhiêu? Các em biết là 4 chia 4 bằng 1. 8 chia 4 bằng 2. Mà ở đây 5 bé hơn 8. Cho nên 5 chia cho 4 chỉ được là một lần thôi. Được chưa? 1 nhân 4 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Vậy 85 chia 4 bằng 21 và dư 1. Các em nhớ số dư thì bao giờ cũng phải bé hơn số chia nha.
336 chia cho 3. Ba chia ba bằng một. Một nhân ba bằng ba. Ba trừ ba bằng không. Rồi các em hạ ba xuống. Ba chia ba bằng một. Một nhân ba bằng ba. Ba trừ ba bằng không. Hạ sáu xuống. 6 chia 3 bằng 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Vậy 336 chia 3 bằng 112. Bốn trăm tám mươi bảy chia cho hai. Bốn chia hai bằng hai. Hai nhân hai bằng bốn. Bốn trừ bốn bằng không. Hạ 8 xuống. 8 chia 2 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 7 xuống. 7 chia 2 bằng mấy? À, ta thấy này, 6 chia 2 bằng 3, 8 chia 2 bằng 4, 7 nó nằm ở giữa 6 và 8, 7 nó bé hơn 8, 8 chia 2 bằng 4, 7 bé hơn 8, cho nên 7 chia cho 2 thì chỉ bằng 3 thôi, được chưa? Nó bé hơn 8, cho nên nó chia cho 2 không thể bằng 4 được, nó chia cho 2 thì chỉ bằng 3 thôi. Rồi, 3 nhân 2 bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1. Tức là 7 chia 2 bằng 3 và dư 1, đúng không? Vậy 487 chia 2 bằng 243 và dư 1. Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 6. Mẹ may mỗi chiếc rèm hết 6 mét vải. Hỏi: A. Có 24 mét vải, mẹ may được mấy chiếc rèm như thế? B. Mẹ may 11 chiếc rèm như thế thì hết bao nhiêu mét vải? Rồi trước hết là thầy giáo tóm tắt bài toán cho các em dễ hình dung này. Câu A này. Biết là 6 mét vải may được 1 chiếc. Vậy 24 mét vải thì may được bao nhiêu chiếc? Rồi câu B. 1 chiếc thì may hết 6 mét vải. Vậy 11 chiếc thì may hết bao nhiêu mét vải? Trước hết là chúng ta sẽ phân tích và làm câu A trước nha. Hai mươi bốn mét vải mẹ may được số chiếc rèm là, rồi các em biết là 6 mét thì may được 1 chiếc, vậy 24 mét vải thì các em chia đều ra thành các nhóm, mỗi nhóm là 6 mét, các em chia xem là được mấy nhóm. À, các em lấy 24 chia cho 6 bằng 4. Tức là 24 mét vải thì mẹ may được 4 chiếc rèm. Mẹ may 11 chiếc rèm như thế thì hết số mét vải là,
một chiếc hết 6 mét. 11 chiếc thì 6 mét được lấy 11 lần. Các em lấy 6 nhân 11 bằng 66. 66 mét. Rồi các em đáp số. Câu A là 4 chiếc rèm. Câu B là 66 mét vải. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần sách sinh phát toán lớp 3 sách cánh diều. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em nhớ ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.